Lúa của dân là trong úng là không kịp. Ở cái trạm của Tây nó không có kinh phai lên, dẫn đến tình trạng lúa của người dân nó bị ngập nước, đuối nước chết rất là nhiều. Nay bà con đã tạo mọi điều kiện là đi mua mạ ở những khu vực lúa người ta cấy không bị ngập, là tự mình đến mua và tự mình cấy. Tự mình mua là 4.000, 4.000 một cái hả chị? Vâng, 4.000 một cái là tự mình tỉa nhé. Mà đi rất là xa, mua chị mua mãi đâu? Chị mua đầu đê à? Đầu đê là ở dưới cương chính Bình Phượng à? Hả? Vâng, cương chính Bình Phượng. Ở dưới người ta không bị ngập hả chị? À đây là, vâng, dưới cũng bị nhưng mà đây có người nhà mua cho à. Đấy, hiện tại là lúa của dân. Thế là chị ở xã nào? À thế là đây chỗ này là chị cấy thuê à hay thế nào? À chị thuê dựng chưa cấy à. Thế là cái ruộng chỗ này là ruộng của bên thủ sĩ hay là ở Liên Phương hả chị? À thế là cái cánh chỗ này là của Liên Phương. Và trên kia còn đau nữa kìa. Và đau như Phương Triệu. Phương Triệu bị nhiều không chị? Phương Triệu bị nhiều không? Và 6 xào xóa sổ hết. Ôi giời, 6 xào thì cũng mất hơi nhiều tiền đấy chị ạ. Mỗi 1 xào là nó vào tầm mấy trăm? Công cấy 4 triệu. 4 triệu. Tiền nòng 140 1 xào. Vâng. 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 Mất gần chục triệu. Vâng. Hay là như chị tên là gì hả chị? Nhung Thấm à? Vâng. Nên đây là một chị nông dân, chị tên là Nhung Thấm, chị cấy mất 6 xào. 6 xào buông tay là ngập là đã và bị chi là hơn 10 triệu chị nhỉ. Tất cả một mẫu của em là chắc là mất tầm 10 triệu. Vâng. Nên là chị cấy một mẫu là coi như là đã thiệt hại mất 10 triệu rồi. Đấy đây này. Vâng, đây là những tiếng nói của những người dân thực tế, người ta mất của đau con sót. Cho nên là chỉ một cái sự thờ ơ của một số lãnh đạo không chăm sóc tưới tiêu nó đúng kịp thời, thì lông chỉ cần sơ suất đi ra 3 ngày thôi là sẽ dẫn đến cái sự thiệt hại của người dân rất là lớn. Đây chị lái chế là đi phải đi mua mua mạ ở những cái vùng gọi là không bị ngập này, ở dưới cương chính Bình Phượng đầu đê, mua mất mấy trăm nghìn cái xe này. Vâng, chị mua 400.000. Hai vợ chồng tự gió nhé, tự tỉa đấy, 400 đây là đi về ra mạ. Hiện tại vị trí tôi đứng là đang ở đường mới Tâm Linh, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Đây là con đường dẫn ra cao tốc từ đèn Bà Chúa Kho dẫn ra cao tốc Thủ Sĩ. Và đây là cả một cái cánh đồng lúa bị ngập nước chết đấy, lúa chết hết rồi, nhân xì đây. Nhà chị này là đi mua về dạm đây. Đấy, rất là khổ người dân đấy, không mạ này lúa chết này, cấy buông tay xong là chết luôn đấy. Xong giờ lại đi mua mạ 400 cấy một mẫu, tính ra tiền chưa được gặt đầu tư ra là mất chục triệu rồi. Và hơn mẫu chị cấy cũng nhiều đấy, chị chịu khó đấy. Nếu như để mà nói về nông nghiệp mà chị cấy hơn một mẫu thế là cứ hơn một mẫu, em nói em không còn gì để nói nữa thật. Trước em cũng cấy nhưng mà bây giờ thì em thôi rồi. Nhưng mà em cấy gọi là ít thôi, cấy có mấy xào thôi nhưng mà em thấy cũng vất vả quá, thế là thôi rồi em không cấy nữa. Em nói như năm ngoái em một mẫu có mấy mẫu hai mà em cũng khỏe. Em duy nhất em phê có 1-2 công. Vâng. Thế là chị chuyên từ xưa là chị toàn cấy đúng không? Chịu khó, sao là nhìn cấy dẻo lắm, nhìn ngon lắm. Cấy rất dẻo. Cái rất là đứng cây lúa. Thôi mình cứ mua thì tạm được tí nào thì nó hay tí ấy. Em biết làm thế nào bây giờ? Vâng. Vâng. Cái làm nhà lông này thì mình phải bám sát. Chứ mình mà không bám sát là kể cả là đến lúc cần cấy mình cũng vẫn đi. Đã bám sát phải bám sát đến tận lúc cấy thì mình mới được thu hoạch. Vâng. Đã làm cái nhà lông này đã cấy là mình phải bám sát, không được lơ là tí nào từ lúc cắm cây mạ xuống đất. Em
Thảo làm nhìn cây dẻo thế, cây hơn mẫu mà lại còn không thuê ai nữa thì đúng là chị là một con người cực kỳ đảm đang. Chị nó lên bao nhiêu rồi? Năm rồi. Vâng, 51. Thế anh xã cũng nông nghiệp và có làm cái nghề gì nữa không? Em đi cứu hộ thôi. Vâng. Anh ấy nó lên bao nhiêu? Anh kia đúng không? Đã. Anh kia đúng không? Đấy, anh ấy nó lên bao nhiêu rồi? 54 rồi. Đã. 54 rồi, sinh năm 70, 70 là tuổi Tuất. Thế đã có con đâu con đẻ chưa? Em ạ, có... chưa con đâu con đẻ à? Có đọc... Quên mất, chị tên là gì nhỉ? Hả? Chị tên là Nhung, anh tên là gì nhỉ? Thấm. Thấm á? Thấm. À Thấm, vâng. Chị Nhung, anh Thấm. Đấy, hai vợ chồng chịu khó thật. Đây, chị Nhung cấy đây. Còn đây là anh xã. Anh xã tên là Thấm. Đây, đấy, hai vợ chồng đang đi dặm lúa. Đây, còn cánh đồng ngập nước, lúa chết đây. Đèn hết cả cánh đồng. Đây là hiện tại là đang ở cánh đồng Liên Phương. Đang ở cánh đồng Liên Phương. Đấy. Cánh đồng Liên Phương bên kia là Hồng Lam. Phương Triều, Thủ Sĩ, Phương Triều, xã Phương Triều. Phương Triều cũng mất nhiều. Vâng. Ôi chào chị nhá. Rồi em về đây.